Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bé lớp 6 nhảy lầu ở Hà Nội, áp lực học tập và trách nhiệm của người lớn. Câu chuyện một nam học sinh lớp 6 nhảy lầu tự tử ở chung cư Quốc Ba City tại Hà Nội với lý do được cho là áp lực học tập vào hôm 16 tháng 12 gây xôn xao dư luận và đặt nhiều câu hỏi về áp lực điểm số, thành tích học tập mà học sinh Việt Nam đang gặp phải hiện nay. Đài BBC tiếng Việt đã phỏng vấn tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả của cuốn Đại Dương Đen về những người bị bệnh trầm cảm tại Hà Nội. Vụ em học sinh lớp 6 nhảy lầu tự tử được cho là vì làm bài thi không tốt đang gây xôn xao dư luận. Ông thấy áp lực học tập với học sinh Việt Nam hiện nay như thế nào? Đây là hình ảnh hiện trường vụ việc cháu bé lớp 6 nhảy lầu tự tử tại chung cư Goldmark City, Hà Nội. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang trả lời, trong trường hợp cụ thể của bạn trai này, chúng ta chưa biết rõ áp lực học tập nó chiếm bao nhiêu phần dẫn đến quyết định tự sát của bạn ấy. Tuy nhiên, nhìn bức tranh tổng thể thì chắc chắn mọi người ở Việt Nam đều đồng ý rằng hiện nay trẻ em đang phải chịu một áp lực vô cùng lớn về thành tích, trường chuyên, lớp chọn và điểm số tốt. Điều này cũng thống nhất với văn hóa của một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc. Áp lực này hiển nhiên tác động lên phụ huynh, thầy cô giáo, nhà trường, nhưng các em học sinh là nước cuối cùng phải chịu áp lực này mà không có sự bảo vệ nào cả, vì các em là những người yếu đuối nhất. Đáng tiếc ở Việt Nam hiện nay chưa có các con số thống kê về số lượng học sinh tự tử, nhưng qua những câu chuyện tôi biết về học trò, bạn bè, đồng nghiệp, có rất nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra, đặc biệt là vào mùa thi cử và đối với các bạn học sinh lớp 9 thì các em cần phải thi lên lớp 10. Đấy là nhóm có thể gặp những khủng hoảng tâm lý khủng khiếp, nhất là những tình huống đau lòng nhất. Câu hỏi tiếp theo ông, ai là người phải chịu trách nhiệm chính thức về việc trẻ em phải chịu áp lực học tập lớn như vậy? Phụ huynh, giáo viên, xã hội hay tất cả các chủ thể đó? Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang trả lời, hiển nhiên là gia đình và các giáo viên đều sống trong môi trường xã hội và đều có những quan điểm về mục đích sống. Những quan điểm đó được tạo ra bởi xã hội và văn hóa nói chung. Nên có thể nói người lớn vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân, bởi chính cái vòng kim cô mà gia đình, họ hàng, trường học, xã hội tạo ra cho chính những cá nhân của xã hội. Chính họ thường phải chạy theo cái mô hình sống là cần phải có thành tích, con cháu mình cần phải có điểm cao để mình được sáng sủa mặt mày. Nhưng có những ý kiến nói có học sinh tự gây áp lực cho bản thân. Giáo viên, phụ huynh không yêu cầu cao ở các em, thậm chí còn an ủi khi các em làm bài không tốt. Ông nghĩ sao về ý kiến này? Đây là hình ảnh câu chuyện học sinh tự tử với áp lực từ nhà trường và bố mẹ không phải là hiếm. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang trả lời, tôi không tin vào lý thuyết là có một đứa trẻ đẻ ra đã có tâm trí là mình phải được điểm cao. Nếu mình không được điểm cao thì mình không có giá trị gì cả. Mình không có ý nghĩa gì hết, mình là con số 0. Chắc chắn là cái suy nghĩ ấy, cái hệ tư tưởng đấy phải được nhồi vào chúng, phải được hình thành ở bên ngoài. Có thể là gia đình hay thầy cô giáo đã truyền đạt cách nghĩ đó một cách có ý thức. Nhưng mà tất cả những cái vô thức, những ánh mắt, những cử chỉ mà chính người lớn không có ý thức được đã khiến cho trẻ em hiểu là chúng ta phải đạt thành tích thì mới xứng đáng được yêu thương, mới có giá trị gì đấy. Nếu không, chúng sẽ khiến bố mẹ buồn và thất vọng, và rộng lớn hơn là thầy cô giáo và xã hội thất vọng. Không có đứa trẻ nào lớn lên tự nhiên lại có tư duy ấy cả. Chắc chắn nó phải được bơm vào đầu chúng vì những yếu tố xung quanh. Chúng ta biết là các xã hội vận hành rất khác nhau. Xã hội của Nhật Bản, của Việt Nam thì tạo cho cá nhân một áp lực khổng lồ, dẫn đến những bi kịch cá nhân. Còn các xã hội ở Bắc Âu hay Trung Âu thì họ có quan điểm hoàn toàn khác về việc con người nên được phát triển như thế nào và thế nào là hạnh phúc. Cho nên không thể nói là cái áp lực đó là cái gì trên trời rơi xuống, mà chúng ta phải tiếp nhận nó như một cái gì đó thuộc về số phận. Tất nhiên, có rất nhiều người coi trọng việc con cái của họ học giỏi và sau này thăng quan tiến chức, và cái áp lực phải chịu là trả giá cho hạnh phúc của họ. Đây là hình ảnh các sinh viên Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp. Nhưng tôi cũng lưu ý rằng, khi bố mẹ lựa chọn như vậy, thì những đứa trẻ phải lãnh đủ với cái mô hình sống của bố mẹ đặt ra cho nó. Có nhiều phụ huynh khác đang khước từ cái cuộc chạy đua của những con chuột trong lòng như vậy. Người ta cũng hiểu rằng con người có thể sống hạnh phúc với cái nhân phẩm, với sự nảy nở của tất cả những con người mà không phải tham gia cái cuộc chạy đua rất độc hại như thế.
nếu cha mẹ thành công trong việc truyền đạt cho các em là các em được yêu thương và vô điều kiện, các em là những người có giá trị bất kể điểm số như thế nào, bất kể sau này điều kiện vật chất và chỗ đứng xã hội của các em ra sao, thì các em sẽ vững vàng với thế giới mà các em ấy chia sẻ cùng bố mẹ. Các em sẽ không coi cái thế giới của cuộc chạy đua độc hại kia là cái gì đáng để mình hướng đến và khát khao. Hiện nay trong xã hội còn có những trào lưu nhất định phản đối cái cuộc chạy đua của những con chuột trong lồng này. Họ cho rằng cuộc sống có rất nhiều phương án sống khác, chứ không chỉ có phương án như chúng ta biết hiện nay. Những trào lưu như bỏ phố về rừng, tách rời khỏi cuộc sống, công sở để thực hiện những giấc mơ của bản thân v.v. Theo tôi là sự lành mạnh để chúng ta có sự đa dạng trong xã hội. Đây là hình ảnh vợ chồng nhà báo Đoàn Quý Lâm bỏ phố về rừng được 2 năm cùng hai con nhỏ hiện đang ở ngoại ô Đà Lạt. Họ tự tay dạy con theo cách riêng và không cho con đến trường. Tuy nhiên, đa số người trong xã hội vẫn đang hiến mình cho cái cuộc đua độc hại ấy và nạn nhân là các trẻ em, người chịu sự chăm sóc của xã hội. Cái nổi lên hai vấn đề khiến cho các em bị khủng hoảng tâm lý và đau đớn. Một là chuyện bị bố mẹ ép về thành tích học tập. Và sự ép buộc này có thể là rất khủng khiếp, tức là bố mẹ sẽ tước đi sự yêu thương của mình nếu con không đạt được các thành tích mà họ mong muốn. Cái thành tích đấy có thể ở dạng viễn tưởng, ví dụ con phải đứng thứ nhất trong nhiều năm chứ không thể thứ hai hay thứ ba. Điều đấy khiến các em trở thành những công cụ của cha mẹ, những con lừa, con bò của cha mẹ và sống một cuộc sống rất khủng khiếp. Dạng vấn đề thứ hai là các em học sinh ở cấp 3 không được sống đúng với bản thể của mình, ví dụ không được sống đúng với xu hướng tình dục của mình. Các bạn ấy có thể là gay hoặc lesbian và bị bố mẹ chỉ trích, tấn công, căm ghét vì họ cho đấy là điều sai trái. Tựu chung lại hai lý do đấy đều có mẫu số là các em ấy không được sống đúng với con người mình và các em ấy là công cụ của bố mẹ để hoặc thỏa mãn cái tôi của họ qua điểm số hay bị khước từ cái bản dạng tình dục của mình. Đây là hình ảnh một cặp đôi đồng tính ở Trung Quốc. Cha mẹ Việt Nam có thể vô cùng lo lắng khi con mình bị đau dạ dày, gãy chân hay hở van tim v.v. Họ có thể dành toàn bộ tài sản và thời gian công sức để chạy chữa cho con mình với những bệnh lý như vậy. Tuy nhiên, họ không có ý thức, không hiểu rằng con mình có thể đang bị rất stress, lo âu, trầm cảm hay các rối loạn khác, cho nên họ không có những phản ứng và hỗ trợ phù hợp cho con cháu của mình. Thậm chí tệ hơn, họ còn coi thường những vấn đề đấy và khi thấy những hiện tượng như con bị trầm uất, lo âu, họ cho rằng chỉ cố gắng một chút thì sẽ vượt qua thôi, ai cũng bị như thế. Họ cho rằng những người có tâm thế như vậy là yếu đuối, vô kỷ luật hoặc kém cỏi. Chính những điều đó đã đẩy những người có rối loạn tâm lý vào khủng hoảng nặng hơn và có thể đến chỗ phải chết. Thông điệp của tôi là phụ huynh, giáo viên cần phải hiểu rõ về sức khỏe, tinh thần giống như chúng ta hiểu về dinh dưỡng hay sức khỏe về thể chất. Ở nhiều đất nước, giáo viên được học về sức khỏe tinh thần, về trầm cảm, tự sát, tự hại, v.v. Đấy là phần không thể thiếu được trong việc đào tạo giáo viên nói chung. Và kiến thức đấy được phổ biến rộng rãi và làm mới 2 năm một lần trong trường. Các em học sinh cũng được hướng dẫn đầy đủ. Đã đến lúc chúng ta cần phải làm như thế ở Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin diễn tập Metro thật giả hay giả thật. Giám đốc Metro Hà Nội vừa khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện diễn tập sự cố khi vận hành tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông trong năm đầu tiên. Chuyện giả lập sự cố để diễn tập sẽ tiếp tục không báo trước và cơ quan nhà nước quyết định sẽ kích hoạt bất ngờ để kiểm tra phản ứng của các đơn vị vận hành. Tác giả Trần Vân đã có bài bình luận về sự việc này trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với nội dung được chia sẻ. Trong mắt của cơ quan nhà nước, khách hàng của Metro Hà Nội nói riêng và dân chúng Việt Nam nói chung chẳng gì là cả. Chuyện tổ chức diễn tập sự cố đối với tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông cũng không mới. Cách đây 10 ngày, chiều ngày 7 tháng 12, các đoàn tàu ở ga Cát Linh đột nhiên ngừng hoạt động trong 30 phút. Đây là hình ảnh tàu Cát Linh - Hà Đông trong lần diễn tập xử lý sự cố cứu nạn cứu hộ trước khi đưa vào sử dụng. Khách hàng được thông báo về sự cố và phải nhận lại tiền đã bỏ ra mua vé rồi tự tìm phương tiện giao thông khác để đi lại hoặc phải dùng xe buýt.
Cuối cùng, Metro Hà Nội loan báo đó chỉ là sự cố diễn tập mà chính họ cũng không biết vì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội không báo trước. Ở thời điểm đó đã có rất nhiều người lên tiếng phân tích đúng và sai về quyết định giả lập sự cố để diễn tập như vậy. Chẳng hạn Tịnh Nguyễn Thanh thì chia sẻ, công trình đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông luôn đem đến cho người dân cả nước hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau những bất ngờ về thời gian thi công kéo dài 10 năm với những lần đội vốn khiến giá thành bất ngờ tăng rất khủng khiếp, thì lần này hành khách lại có thêm một trải nghiệm hoàn toàn mới về sự bất ngờ. Mua vé xong, chờ mãi, không thấy chạy, cuối cùng được hoàn lại tiền, sau đó được giải thích rằng chỉ là diễn tập không báo trước. Ghê quá, phải không? Nghe giải thích mà mệt cả người, vẫn còn nhiều người thắc mắc là có cần thiết phải diễn tập không báo trước như vậy hay không? Và mục đích của việc diễn tập không báo trước này là gì? Bất ngờ, thiệt hay giả đây? Còn Facebook Nguyễn Tấn Thành thì tập hợp nhiều thông tin từ hành khách của chuyến tàu này chia sẻ. Diễn tập sự cố từ 6 giờ 15 phút tới 6 giờ 45 phút là 30 phút, ngồi chờ trên tàu nhưng tàu không chạy. Đây là hình ảnh hành khách ngồi chờ trên tàu hoàn toàn không biết rằng mình đang được làm chuột bạch để thí nghiệm tình huống sự cố tại thủ đô Hà Nội. Lúc 6 giờ 45 phút thì có thông báo là tàu đã bị sự cố, đợi 10 phút tới 6 giờ 55 thì thông báo đi bằng phương tiện khác. Chờ đến 6 giờ 55 tới 7 giờ 45 tức là 50 phút thì có xe bus tới đưa đi để nêu câu thắc mắc rằng chỉ là diễn tập hay là có sự cố thực sự đây. Nếu là diễn tập thì lại thêm một thất bại lớn. Và tại sao diễn tập mà bắt hành khách đợi đến 30 phút mới thông báo vì đợi 5 phút là đủ cho diễn tập rồi? Nếu diễn tập thì sau khi thông báo sự cố tiếp theo thường là xin lỗi và đề nghị hành khách chuyển sang phương tiện khác, tại sao lại chờ thêm 10 phút nữa giống như không khắc phục được mới đề nghị cho đi? Chủ động diễn tập thì sao lại hành khách phải chờ đến thêm 50 phút nữa thì mới điều xe bus đến? Trong khi Nguyễn Tấn Thành thì nhận xét, nếu diễn tập thì như thế là quá tệ vì không có sự chuẩn bị nào cả, bắt hành khách thành nạn nhân, chịu đựng, chờ đợi. Nếu sự cố mà dối trá chuyển thành diễn tập thì quá xem thường dân và đẩy cái công trình hữu nghị Việt Đạt Tàu này đến chỗ nguy hiểm hơn, tác hại hơn mà thôi. Facebook Nguyễn Đình Bồn thì nói rằng, công trình Cát Linh Hà Đông đạt rất nhiều cái nhất, đắt nhất, lâu nhất, chậm nhất, ít người đi nhất và cái mới nhất là tính bảo mật cao nhất. Bởi vì ngay cả ông Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cũng không biết gì về việc diễn tập cả. Đây là hình ảnh cuộc diễn tập sự cố trước khi vận hành chính thức. Tuy nhiên chuyện chưa ngừng ở đó, phân tích hay, dở, thiệt hơn của công chúng sau đợt này. Và diễn tập sự cố chiều ngày 7 tháng 12 năm 2021 như vừa trích dẫn một phần rất nhỏ chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Cho nên cách đây vài ngày Giám đốc Metro Hà Nội lại mới mạnh miệng khẳng định rằng giới hữu trách đã quyết định sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động diễn tập sự cố và không thông báo trước trong cả năm nữa như đã từng diễn ra. Chẳng phải chỉ có người sử dụng mạng xã hội phản ứng gay gắt mà độc giả của các cơ quan truyền thông chính thức cũng chỉ trích kịch liệt. Ví dụ, song hành với tường thuật khách đi tàu Cát Linh không được báo trước sự cố diễn tập của Vietnam Express là phản hồi của hơn 300 độc giả. Độc giả ở ngoại quốc như Sen thì cho biết đi metro mòn gót hay như Đinh thì nói rằng dùng metro suốt 20 năm ở Pháp cũng khẳng định rằng chưa bao giờ thấy tổ chức diễn tập kiểu này. Cũng có những độc giả như Tuấn thì nhấn mạnh rằng chẳng có nơi nào trên thế giới lôi hành khách ra diễn tập khi không có sự đồng ý của họ. Hành khách mua vé là để thụ hưởng dịch vụ chứ không phải để đóng thế cho các cuộc diễn và thử nghiệm. Đây là hình ảnh hành khách chờ tàu đến với tâm trạng vội vã vì công việc. Giống như cách đây 10 ngày, lúc đoàn tàu sắp trên cao bất ngờ đậu ở ga Cát Linh rồi được giải thích rằng đó là cuộc diễn tập sự cố, khuấy động dư luận xã hội. Tuần này, hàng trăm độc giả của tờ báo Vietnam Express cũng thắc mắc về việc ai, nơi nào sẽ gánh trách nhiệm nếu hành khách vô tình dính vào diễn tập sự cố mà trễ giờ học, trễ buổi thì đi làm trễ, đột quỵ hay bị thương do hoảng loạn đây. Không ít người như bạn Bảo Lộc hoặc Tuấn Lê cũng công khai bày tỏ sự bất bình vì kiểu tư duy lối hành xử, coi thường dân chúng. Bỏ tiền ra mua dịch vụ rồi để các anh dùng đem ra diễn tập à? Đây là dùng thực tế làm chuột bạch, khó thế mà cũng nghĩ ra được. Còn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức
kiến trúc sư Lê Quang đưa ra lời bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau. Diễn tập hạ tầng dân sự là sự hoạt động đòi hỏi chuẩn bị chứ không phải là yếu tố bất ngờ. Nó không thể so sánh với diễn tập phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà cao tầng hay các phương tiện vận chuyển chuyên dụng bởi một lý do cơ bản nhất là đối tượng sử dụng. Diễn tập không phải là trò chơi của học sinh hạnh kiểm tốt. Diễn tập trên hạ tầng giao thông đã đặt rủi ro có thực lên đối tượng diễn tập. Những rủi ro ấy không phải là rủi ro của sự diễn mà là rủi ro trong quá trình diễn. Ví dụ, một người bị cao huyết áp có thể hoảng loạn hay ngất đi trong diễn tập không báo trước bởi vì thể chất và tâm thần của họ không được chuẩn bị để thực hiện màn biểu diễn ấy. Một người thì mắc chứng sợ độ cao thì có thể không bao giờ vượt qua được quá trình diễn tập giải cứu. Một cụ già 95 tuổi ngồi xe lăn thậm chí còn không thể đi qua nổi một bậc cầu thang. Do đó, diễn tập là cần thiết nhưng sự thông báo trước cho quá trình diễn tập là bắt buộc. Đây là hình ảnh hành khách nhốn nháo vì cuộc diễn tập bí mật của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Ở châu Âu, mọi sự thông báo phải diễn ra cả tuần trước khi diễn tập. Phải có người có chuyên môn giải thích rằng điều đó sẽ diễn ra như thế nào, vào giờ nào. Phải có lưu tâm đến tình trạng thể chất và độ tuổi của người tham gia. Và trên hết là quá trình thực hiện, điều đó phải được công bố. Ví dụ như thoát hiểm ở khu vực nào, tiếp cận thang nào, đập vỡ ở phần kính nào, khi chạy ra ngoài thì tập trung ở đâu, thăm, khám, xử lý chấn thương nếu có, tại các trạm y tế nào, và điểm danh nhân sự tham gia trước và sau diễn tập như thế nào. Cũng xin lưu ý rằng, đó là một quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị từ mọi phía, chứ không phải là một quá trình nhằm gây bất ngờ như một phần của nghiệp vụ. Điều này thậm chí có thể diễn ra đơn giản hơn rất nhiều, ví dụ như có nhân viên trực trên tàu hàng ngày hướng dẫn khách một cách trực quan qua video như trên máy bay dân dụng chẳng hạn, chứ không phải là cứ đem tất thảy các đối tượng sử dụng ra để diễn. Một thanh niên khỏe, 30 tuổi có thể không có vấn đề gì với việc diễn tập bất ngờ, nhưng một em bé 3 tuổi thì có thể không phản ứng được trong tình trạng nhốn nháo mà không có sự chuẩn bị. Việc tham gia phương tiện giao thông công cộng với đối tượng dân sự không bao giờ được coi là diễn tập nghiệp vụ, bởi vì ta không bao giờ biết được cá nhân ấy, tập thể ấy là những người như thế nào, năng lực vận động, thể chất, nghe, nhìn ra sao. Hiển nhiên rằng trước đó họ phải được thông báo và đăng ký tham gia. Ở nước ngoài, ngay cả một cuộc bãi công của nhân viên giao thông công cộng cũng phải được báo trước cả tuần lễ, chứ đừng nói gì đến sự diễn tập của tình huống. Tình huống ấy là gì? Phân loại nó ra sao? Cấp độ A, B, C, D. Tất cả được thông báo và giải thích trước khi tới hiện trường và không có lý do gì để bỏ qua những bước ấy.